Dạ, con cảm ơn sếp. Nó hơi cao một chút quá sư dạ. Dạ, được rồi sư. Rồi, con xin thư. Sư chờ tôi con chút xíu ạ. Facebook. Rồi, sư thử âm thanh giùm con đi sư. Alo. Rồi, chúng con nghe sư rõ. Dạ, con kính chào. Con chính chào Rồi. sư. Dạ. Sư khỏe không ạ? Nó đã lúc mệt Dạ, chúng con rất mừng cho sư trở lại với chúng con. Con xin thỉnh sư cho chúng con bài pháp thoại hôm nay ạ. Con kính chào sư. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, nghe rõ thưa sư. Dạ rồi. Quý vị vào ở trong trường bộ kinh ấy, trường bộ kinh cái bài kinh Đại Bản Sự ấy. Có một cái bản in ấy, họ dùng chữ Đại Bổn. Có bản là để kinh đại đại bổn, còn là đại bản nha, từ Pali gọi là Maha Padana xuất phát trong trường bộ kinh. Thì đọc cái chánh kinh đó, rồi đọc chánh kinh đó, rồi đọc chú giải, thì các vị sẽ thấy ra một chuyện rất là đặc biệt, đó là tất cả chư Phật ba đời mười phương đều có một cái buổi gọi là đại đại hội thánh tăng giống nhau. Có những vị thì tuổi thọ lâu á, cho nên là có tới ba kỳ đại hội, còn có những vị tuổi thọ ít như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài chỉ có một buổi thôi. Thì cái buổi đại hội đó được tổ chức, mình xài chữ tổ chức là mình xài cũng gượng chứ đúng là phải tổ chức. Mà cái buổi mà đại hội thánh tăng đó được thành tựu là ngay sau khi mà chư Phật thành đạo, nhớ nha, sau ngay sau khi, có nghĩa là lúc đó trong tăng chúng là 100% toàn là thánh 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 nhân không, cho nên cái cương lĩnh giáo pháp mà chư Phật nói ra trong cái kỳ đại hội đó, những gì ngài nói ra trong cái kỳ đại hội đó được xem là cương lĩnh cho suốt cái thời gian hoàng đạo sau này, và cũng là cái nội dung giáo pháp của tất cả chư Phật ba đời mười phương nằm gọn ở trong đó, nhớ cái này. Thì nội dung dung đó là gồm có mấy điều sau đây, đó là không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Thì thông thường Phật tử mình chỉ biết có ba cái này thôi, nhưng mà nó còn có một dọc phía sau nữa, không có dài lắm, ít lắm. Không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, đấy. Lấy niết bàn làm cứu cánh tối thượng, chứ còn mình giờ mình chết rồi cầu sanh cầu vãng sanh về cõi này cõi kia, chứ còn lý tưởng cao nhất của chư Phật ba đời đó là lấy niết bàn làm lý tưởng tối thượng. Niết bàn là gì? Là mình hiểu kiểu nôm na đó, đó là sự chấm dứt toàn bộ cái dòng sanh tử, chứ đó gọi là niết bàn. Sự vắng mặt của phiền não của năm uẩn được gọi là niết bàn, nhớ nha. Thì ở đây đó là thứ nhất là không làm điều ác, sau đó là làm các hạnh lành, làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, lấy niết bàn làm cứu cảnh đời thường, lấy hạnh nhẫn nhục làm pháp tu căn bản. Đấy. Rồi cái gì nữa? Ăn uống chừng mực, thu thúc lục căn,
hạn chế ngủ nghỉ và sống nơi xa vắng. Các vị đếm là được có mấy điều: không làm điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm trong sạch, lấy niết bàn làm cứu cánh tối thượng, lấy kham nhẫn làm hạnh tu căn bản, ăn uống tiết độ, tu túc lục căn, hạn chế ngủ nghỉ và sống nơi thanh vắng. Tổng cộng là 10 điều. Đấy, 10 điều. Thì 10 điều đó gom lại đó, nó chỉ còn có hai thôi. 10 điều đó nó gom lại còn có hai thôi. Đó là nên và không nên. Toàn bộ tăng luật, toàn bộ tăng luật chỉ gom gọn trong có hai điều là nên nói cái gì đó và không, rồi nên làm cái gì đó, rồi không nên nói gì và không nên, nên nói gì và không nên nói gì, nên làm gì và không nên làm gì. Tổng cộng có hai đây, nên và không nên, đối với hai cái thân thân nghiệp và khẩu nghiệp, đó là tặng luật. Còn riêng về tặng kinh và tả thì đàm á, thì gom chung cả ba nghiệp, tức có nghĩa là toàn bộ tâm tạng của Đức Phật, chỉ gom gọn lại trong hai điều thôi. Đó là karaniya là điều nên làm và akaraniya là điều không nên làm. Thì 10 cái điều mà hồi nãy tôi gọi là 10 điều giáo hối của chư Phật ba đời mười phương đó, toàn bộ giáo pháp của các ngài chỉ gom là còn có ba, còn có 10 điều đó thôi. Và 10 điều đó, đó gom gọn lại còn có bát chánh đạo, và bát chánh đạo gom gọn lại thì còn có tam học giới định tuệ, mà giới định tuệ gom gọn lại thì chỉ còn có hai thôi, đó là nên và không nên. Đấy, buổi nói chuyện trưa nay chúng ta sẽ cùng nhau đào xới, đào xới cái hai cái chữ nên và không nên đó nha. Tức là cái bài giảng này dành cho mấy cái người mà gọi là dốt đặt cán cuốc, mấy người không có biết giáo pháp là gì hết, chưa từng học giáo lý nha, có thể nghe được. Phải nghe chậm nha, nghe chậm lại thì toàn bộ Phật pháp với gom lại còn có hai điều nên và không nên. Và bây giờ chúng ta đào xới một cách nào đây? Đấy, bây giờ chúng ta ôn lại bài cũ nha, ôn lại bài cũ. Vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh trong đời này chỉ tồn tại trong cái hạnh phúc và đau khổ thôi nha. Các vị có lý luận, có chia sẻ, có phân tích gì đi nữa thì toàn bộ tất cả chúng sinh và vô lượng vũ trụ đều chỉ quẩn quanh trong cái gọi là đau khổ và hạnh phúc. Tôi đang ôn là bài cũ nha. Và hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của nó chỉ có hai và đau khổ cũng chỉ có hai thôi. Ở đây ai mà muốn học giáo lý đó, vừa nghe vừa chép xuống, vừa nghe vừa chép xuống nha. Hạnh phúc của hai là gì? Là có cái gì đó và không có cái gì đó, thì đó gọi là hạnh phúc. Đau khổ cũng vậy, mình đau khổ là do mình có cái gì đó và do không có cái gì đó. Đó, cho nên nó từ hai cái định nghĩa này nè, nó mới dẫn đến cái chuyện tu là gì. Tu là nên và không nên. Tu chỉ gom gọn cái đó thôi, nên là cái gì và không nên cái gì. Bởi vì sao? Vì toàn bộ vũ trụ nó chỉ gói gọn trong hạnh phúc và đau khổ, mà hạnh phúc chỉ có hai nguồn thôi, đó là có cái gì đó và không có cái gì đó. Và đau khổ cũng vậy, cũng do mình có cái gì đó và không có cái gì đó. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình nói đau khổ trước. Do không có cái gì mà mình bị đau khổ đây. Không có sức khỏe nè, không có nhan sắc nè, không có tiền bạc nè, không có uy tín nè, không có tình cảm nè, lặp 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 la. Thì không có những cái đó thì mình bị đau khổ, đúng không? Đó là nói thời gian đó. Rồi bây giờ có cái gì mà làm mình đau khổ? Có bệnh hoạn nè, có thù oán, có bệnh tật nè, vân vân. Thì đó là những cái có làm cho mình bị đau khổ. Rồi bây giờ qua nói tới hạnh phúc. Hạnh phúc nó cũng có hai nguồn. Đó là do có và do không có cái gì đó. Do có cái gì mà mình hạnh phúc ta? Nhan sắc nè, sức khỏe nè, rồi tiền bạc nè, uy tín nè, tình cảm nè, kiến thức nè, đó. Đức hạnh nè, đó là những cái mà có, cái có mà làm cho mình hạnh phúc. Rồi có những cái không mà làm cho mình hạnh phúc là gì ta? Không bệnh nè, không nợ nè, không oán thù nè, không có vấn đề về pháp lý pháp luật nè. Như vậy thì tất cả hạnh phúc, từ cái hạnh phúc của con chó, con heo, con ruồi, con dồi, cho tới cái hạnh phúc của một vị công hầu, khanh tướng, mệnh phụ, phu nhân, tướng quân, đại gia, văn hào, học giả, thầy chùa, du đảng, linh mục, tất cả đều gói gọn trong hai chữ có và không. Có nghĩa là nụ cười nó đến từ hai nguồn, do có và do không có cái gì đó. Và nước mắt, cái giọt lệ nó cũng đến do hai nguồn, là do có và do không có cái gì đó. Nha, đó, đâm về mình phải định nghĩa như vậy.
Và thiện ác là sao? Cũng vậy thôi. Thiện là gì? Thiện là do anh có cái gì đó và do anh không có cái gì đó nên được gọi là thiện. Còn ác cũng vậy, do anh có cái gì đó và anh không làm cái gì đó cho nên anh gọi là ác. Như vậy thì toàn bộ đời sống này nó chỉ nằm ở trong những cái có và cái không thôi. Mà cái nội dung lớn nhất mà tôi muốn xử sâu, đào rộng, cuốc xới cài bữa trưa nay là cái gì? Đó là tôi lại trở lại một bài học cũ nữa. Nãy mình mới vô ôn bài cũ, giờ ôn một bài khác. Ôn là bài khác. Tu hành nó có hai hướng. Một là tu để được cái gì đó, và hai là tu để buông cái gì đó. Đa phần chúng ta đó, là trong vô số kiếp luân hồi ngày xưa cho đến hôm nay, chúng ta có khuynh hướng là thu hoạch. Đấy, thu hoạch. Hồi làm heo làm chó đó thì mình cũng thu hoạch, có nghĩa là mình nhắm đến chuyện kiếm đồ ăn, không được cá trốn mái tìm nhau rồi kiếm cái ăn kiếm cái ngủ. Tới lúc làm người thì chúng ta cũng cầu danh cầu lợi cầu tình cầu tài cầu tiếng cầu quyền, không. Nhưng mà tới lúc biết Phật pháp rồi thì chúng ta lại tiếp tục tu hành theo cái hướng thu hoạch. Tu để được cái gì? Tu để mà mình có cái chữ mình này là phải viết bằng mực đỏ nha. Tu để mình nè, tu để mình có được chánh niệm nhiều hơn, trí tuệ nhiều hơn, kiến thức nhiều hơn, kham nhẫn nhiều hơn, từ tâm nhiều hơn, thiền định nhiều hơn. Đó là tu kiểu thu hoạch. Còn tu cái kiểu mà buông bỏ nè, tu để mình bớt tham nè, tu để mình buông được cái sân nè, buông được cái gọi là nhỏ mọn nè, bủng xỉnh nè, ganh tị nè, không toan tính nè. Đó, tu để buông này thì tùy vào khuynh hướng của mỗi người. Mà có người tu là cái tôi nói là hoài đó, tôi nói tu cứ lượm ve chai, có nghĩa là tu gom. Thì mình nghĩ tu là tu gom công đức thì nghe thì nó cũng sang, nhưng mà nó độc lắm. Tu với cái ý mà gom nó độc lắm. Một là đến với Phật pháp để cầu danh cầu lợi nha, cầu tiếng cầu quyền nha, cầu tình, tu để thu hoạch. Rồi cao hơn chút nữa, tu để mà thu hoạch công đức để cho mình ngon lành hơn, mình mẫm hơn, mình chảnh hơn là giận. Mà toàn bộ giá trị của tu là để buông. Các vị đừng có lo là tại sao ổng cấm ổng cho tôi nghĩ đến cái gì đẹp mà bắt tôi phải buông cái xấu. Yên tâm đi, đừng có bận tâm đến chuyện thành thánh, mà chỉ cần bận tâm đến cái chuyện không làm phàm nữa là được rồi, nó an toàn hơn nha. Tôi nói cái này 3 triệu lần rồi. Đừng có mong tu, đừng có nóng ruột mong thành thánh nha. Mà cứ làm sao giải quyết cái cục phàm tâm rình của mình đó thì cái đó là an toàn hơn. Đấy. Tôi nói hoài, tu cái kiểu mà đổ rác á, thì nghe nó không có sang nhưng mà nó an toàn. Thấy bậy bỏ, thấy bậy buông, thấy bậy là bỏ, thấy bậy là buông. Còn tu kiểu lượm ve chai là đi thu gom, thấy đâu có hành hương, có từ thiện, có cúng dường, có trai tăng, có công đức, có lòng phước là nhào tới, rồi khi cái bụng nó như cái thùng rác vậy đó. Trên thành theo tôi thì tu cái kiểu đổ rác nó chắc an hơn. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tu cái kiểu lượm ra chai nó nguy hiểm chỗ này nè. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, bắt chân vô ngồi thiền cứ mong đắc thánh, mà đồng khi cái phàm nó còn một cục đó là lại không để ý. Cái mà mình tu với một cái lý tưởng mà không còn là phàm nó an toàn lắm. Vì sao? Là vì mình biết phàm nó mặt mũi nó ra làm sao. Mình biết bủng xỉn nè, ganh tị nè, hèn hạ, tiểu tâm, toan tính, mình biết nó ra làm sao, cho nên mình cứ tu một cái chậm bẩm cái đó. Mình biết mình đang có cái đó, nó an toàn. Và đằng này đó, mình tu mình muốn cầu thành thánh là ăn rồi cứ nghĩ đến thánh công. Mà cái thánh mình đâu có biết mặt mũi ra làm sao. Cho nên thấy cái gì mà lạ ngộ, sướng, mát, lạnh đó, là cứ tưởng là thánh. Mà cái thứ này là nhiều lắm. Học ba mớ nhẹ rồi đi thiền ba mớ là về rồi cái mặt nhìn muốn giọng luôn, thấy ghét lắm, kiêu ngạo lắm, tưởng hay á. Mà tôi nhắc lại một lần nữa nha, tôi chịu trách nhiệm trước, tôi chịu trách nhiệm trước bàn dân thiên hạ câu nói này. Đối với tôi, thuộc lòng tâm tạng chưa đủ, mà cái quan trọng là mình có sống chánh niệm, sống với trí tuệ hay không, cái đó mới đủ nha, cái đó mới quan trọng nha. Chứ còn các vị mà cái thờ học giáo lý, nghe nói chùa nào mở cũng nhào tới, học thầy bà nào có tiếng mình cũng nhào tới, nhưng mà trong khi đó cái vấn đề lớn nhất, vấn đề căn bản, vấn đề cốt
tủy, vấn đề trí tử mà mình không chịu giải quyết, đó là đó là mình không có khả năng nhìn lại cái bản thân dồi bọ của mình thì biết nào mà khác. Đấy. Mà hồi nãy tôi nói rồi, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc nó đến từ hai nguồn, có và không có cái gì đó, và đau khổ cũng vậy. Người ta nói một câu mà tôi rất là đồng ý, tay nó nói 90% trong đời sống này, trong cái đời sống này chỉ có 10% là những gì bên ngoài xảy đến cho ta, mà 90% chính là phản ứng tâm lý của chúng ta. Tôi rất là thích cái câu này. Tôi thích đến mức mà tôi muốn tất cả mọi chúng đều phải xăm cái câu này lên trên người của mình nha. Trong đời sống của chúng ta chỉ có 10% là những gì bên ngoài xảy đến, ngoài ý muốn, ngoài tổ chức, ngoài kiểm soát thôi. Trong khi đó 90% là phản ứng tâm lý của chúng ta trước những chuyện đó. Thí dụ trong một buổi chiều vàng nhìn nắng hoàng hôn, trong một buổi sáng nhìn nắng bình minh, trong một buổi đêm nhìn trăng, trong một ngày đẹp trời mình đi ngắm hoa thưởng cảnh, trong một cái phút giây nào đó mình gặp một người quen, gặp kẻ lạ, gặp cái người mình thương, gặp cái kẻ mình ghét, từ người đến vật tới phong cảnh, tất cả những cái đó đó nó đem lại cho mình sự hạnh phúc hay đau khổ tùy thuộc vào cái phản ứng tâm lý của mình. Dạ, tin tôi đi, phản ứng tâm lý của mình. Chứ mình đừng có nói là bữa đó trời đẹp tôi vui, sai. Rồi bữa đó trời xấu tôi buồn, sai. Cái quan trọng là cái tư lương, cái vốn liếng, cái nền tảng tâm thức của mình, kiến thức giáo lý của mình, không? Kiến thức bách khoa của mình, rồi cái ba la mật của mình, tất cả những cái đó nó cộng là nó làm nên cái gọi là nền tảng tâm thức. Với cái vốn liếng nền tảng tâm thức này nè, chúng ta nhìn một cái hoa nó khác với mọi người. Chúng ta nhìn một cái ánh trăng, chúng ta nhìn một cái mặt nước, chúng ta nhìn một đóa hoa, chúng ta nhìn một ngọn núi, một cái hồ, đấy, một con đường làng, đấy, nhìn một người quen, nhìn một kẻ lạ bằng một cái tâm thái hoàn toàn khác. Tin tôi đi nha. Trong khi đó cũng bao nhiêu đó mà cái vốn liếng, cái nền tảng của mình nó ra sao, nó sẽ làm cho mình buồn hơn hoặc là vui hơn. Cho nên trong bài giảng bữa nay tôi đặc biệt cùng quý vị quay lại một số bài học cũ để làm nền tảng cho một bài giảng mới. Cái nền tảng cũ là gì? Đó là mình cùng nhau định nghĩa hạnh phúc là gì, đau khổ là gì, là do có cái gì và do không cái gì, rồi còn tu hành là gì, chỉ có hai thôi, đó là do, là nên cái gì và không nên cái gì. Đó, chỉ có chừng đó. Kể từ hôm nay làm ơn điều chỉnh lại cách nghĩ của mình nó thông thoáng hơn. Trước đến giờ mình cứ tưởng là cửa thiền thì thanh tịnh là chỗ tu hành, phố xá bán buôn là chỗ tục lụy đau khổ, hiểu như vậy đúng, mà chỉ 50% thôi. Mà trong khi đó 50% còn lại là gì? Đó chính là cái thái độ tâm lý của mình trong mọi tình huống, cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn mình đổ hết vào ngoại cảnh là không được, nhớ nha. Nói như vậy có nghĩa là xưa đến giờ mình tưởng là đi Ấn Độ hành hương, tưởng đi Ấn Độ mới là hành hương, vô thiền viện mới là tu, gặp tăng ni mới là tu, cúng dường mới là tu, bỏ tiền ra mới là tu. Mình tưởng như vậy, nhưng bây giờ mình phải thêm nữa. Ngồi yên, phát hiện, nhìn ra cái bẫy trong lòng mình cũng là tu. Đi trong toilet, ngồi răng trong đó mà bằng chánh niệm cũng là tu. Nấu ăn bằng chánh niệm cũng là tu. Lên trên bàn, trước bàn thờ Phật trên chánh điện mà sống bằng cái tật đố ganh tị, đó là không tu nha. Đi hành hương Ấn Độ mà cái lòng toàn là tị hiềm bủn xỉn, ghen ghét đố kỵ người này người kia, đó là tội lỗi chứ không phải là hành hương, nhớ nha. Trong khi đó trong toilet mà sống bằng tâm lành đó, đó là tu. Toilet lúc bây giờ nó là đạo tràng. Trong khi đó tại Bồ Đề đạo tràng mà đi bằng cái tâm tà kiến, không? Cầu danh vụ lợi, bủn xỉn tật đố kỵ ghen ghét tị hiềm nhỏ mọn toan tính tiểu tâm, thì lúc bây giờ cái Bồ Đề đạo tràng lúc bây giờ đối với ai nó là thánh địa, nhưng đối với mình nó mà là thánh địa nữa. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên ngày xưa mình cứ đi tìm cái đối tượng, tìm cái gọi là địa điểm, tìm cái thời điểm, địa điểm, đối tượng để mình tu. Còn bây giờ mình hiểu đạo ra thì địa điểm nào cũng là đạo tràng, đối tượng nào cũng là thầy bạn. Đấy. Và gọi là hoàn cảnh nào cũng là cái để mà mình tu tập giống nhau y hệt. Tôi phải nói là giống nhau y hệt. Bốn chữ này tôi nhắc lại là giống nhau y hệt.
Mình quan sát rằng mình đang hạnh phúc, mình biết rõ mình đang sống bằng tâm tham, mình biết rõ mình đang sống bằng tâm sân, mình đang biết rõ mình đang sống bằng tâm thiện, mình đang biết rõ, mình biết rõ rằng mình đang sống bằng tâm đố kỵ bụng xỉn. Tất cả đối với Phật pháp đều giống nhau, miễn là có niệm và tuệ, biết rõ cái gì nó đang diễn ra nha. Cho nên tôi nói hoài, toàn bộ cái nội dung của tuệ quán Vipassana tứ niệm xứ nó chỉ nằm trong có hai công phu thôi, đó là biết rõ cái how và cái what. How là biết rõ mình đang như thế nào, biết rõ là mình đang đứng đi nằm ngồi tắm rửa ăn uống nhai nuốt tiểu tiện, thì cái đó gọi là biết rõ cái how. Còn cái what là gì, biết rõ cái gì nó xuất hiện trong những lúc đó mình đang đi, mình đi bằng chánh niệm, biết rõ mình đang đi, đó là biết cái how. Mà lúc đang đi đó, nó nảy sinh ra một cái tâm thái bực mình khó chịu, thì mình biết rõ ở đây là tâm sân, đây là tâm ganh tị, đây là bụng xỉn. Đó là biết cái what. Và sẵn ở đây tôi nói luôn, có những người không học giáo lý đã làm một chuyện vô cùng tội lỗi nha, vô cùng tội lỗi, là nghe người ta giảng mà đem cái đầu ngu sững trâu bò của mình đi, mình phỉ báng, mình chửi bới người ta nha. Có những người Phật tử họ chống chúng tôi, họ không đồng ý cái chuyện là đi toilet giữ chánh niệm là tu, họ không đồng ý chuyện đó, họ nói toilet là chỗ bất tịnh. Ok, tôi xin những cái vị đó đem cái đầu óc của cái trâu bò các vị nó mở giùm tôi cái kinh tứ niệm xứ của Trung Bộ, tứ niệm xứ của Trường Bộ, xem trong đó có nói như vậy hay không. Ở đây vị tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác biết rõ khi co tay biết là co tay, duỗi tay biết là duỗi tay, bước tới biết rõ mình đang bước tới, đứng yên biết rõ là đứng yên, tiểu tiện biết rõ đang tiểu tiện, đắp y mặc áo biết rõ đang đắp y mặc áo. Xem giùm trong cái kinh tứ niệm xứ của Trường Bộ và Trung Bộ có cái đoạn này hay không. Không có chịu xem kinh sách nha, không chịu xem. Chẳng hạn như cách đây 18 năm về trước, có một lần đó tôi giảng về ba cái hạng tu đồng quần, đó là cái hạng gọi là nhất chủng dự lưu, có nghĩa là chỉ có sanh trở lại một kiếp nữa rồi chứng là hán, gia gia dự lưu có nghĩa là còn luân hồi từ 2 cho tới 6 kiếp rồi mới niết bàn. Rồi cái hạng cuối cùng mới gọi là thất sinh dự lưu, có nghĩa là nói bằng ly luôn, nhất chủng dự lưu là ekabhi sotapatti, có nghĩa là chỉ quay lại luân hồi một lần nữa thôi rồi chứng là hán. Cái hạng thứ hai gọi là cô lăng cô lá sotapatti, có nghĩa là gia gia dự lưu, có nghĩa là luân hồi từ kiếp thứ 2 cho tới kiếp thứ 6. Cái hạng thứ ba gọi là sắc tắc khắp tu paramo sotapatti, có nghĩa là luân hồi tới kiếp thứ 7 mới chứng. Thì trong đó tôi nhớ có một nhân vật 18 năm tôi vẫn còn nhớ, họ nói là dự lưu kể có một kể làm chi, có ba làm chi cho nó mập. Có nghĩa là họ chê trong kinh á là dư, chê trong kinh là dư. Các vị tưởng tượng tôi học mới tiểu học, tôi thấy các vị học đại số, học ba cái mà lượng giác, ba cái giải tích, tôi nói học nó làm gì, cộng trừ nhân chia đủ rồi, các vị nghĩ sao, các vị nghĩ thì sao? Tôi nói cộng trừ nhân chia đủ rồi, cần gì học ba cái đại số, ba cái hóa học, ba cái vật lý gì cho nó mập. Có nghĩa là tại sao tôi đem cái chuyện đó ra, đó là chuyện cá nhân, nhưng mà tôi cũng muốn nhân dịp này tôi nói luôn, đến Phật pháp không có ý thức, không có đánh giá đúng mức cái tầm quan trọng của kiến thức giáo lý, chúng ta đã vô tình phủ nhận cái tuệ giác của Đức Phật, cái gia tài mà Ngài để lại cho mình. Thứ hai, không có kiến thức giáo lý lấy cái gì mà học, lấy cái gì mà tu. Cho nên sẵn đây tôi nói luôn, toàn bộ cái cuộc tu của mình nó được đặt trên nền tảng nhận thức của mình, nó hai cái nền tảng nhận thức nó mới dẫn đến cái nền tảng hành trì. Nhớ nha, nhớ cái đó rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Cái này có cái hành nhận thức nó mới có cái hành trì. Còn đằng này á, là các vị theo thầy bà nào tôi không biết, mà giáo lý thì không chịu học, cứ nghe bà chớp bà nhán, tuổi trẻ còn khỏe còn ngon lành thì không nói gì, cái thứ mà nó là 70-80 rồi nhớ lại cái tuổi đời 40-50 năm đi theo đạo, 70 năm tuổi đời cộng với 40 năm tuổi đạo mà không biết gì hết, chỉ là một người cư sĩ dốt nát. Lúc đối diện với tuổi già, đối diện với quạnh hiu, lúc đó mình hối hận cũng quá trẻ rồi. Trong khi các người biết giáo lý đó, ở hoàn cảnh nào đi nữa thì họ cũng vững vàng, dù có thầy có bạn hay là phải tu một mình vẫn ok. Còn mình hồi trẻ mình xong, mình theo những ông thầy ông bà mình chủ trương không học không hành gì hết đó.
ăn rồi ngồi giữ cái tâm rỗng rang, tật lơ phất phơ trên trời dưới biển gì đó. Tuổi trẻ thì ok, đến một ngày chồng bỏ, vợ nó đá, con nó xù, rồi vô trong nhà già nằm đói rồi lạnh rồi bệnh hoạn rồi cô đơn, rồi lúc đó hồi mới nhớ là tại sao Phật pháp không cứu được mình. Không phải Phật pháp không cứu được, mà tại vì trong đầu mình vốn không có Phật pháp nha. Tôi nói ra thì ác, tôi mà biết những người Phật tử nào mà y chang như tôi nói như vậy, tôi có đi ngang nhà già tôi cũng không có thèm ghé vô nữa, mà tôi đứng trước nhà già tôi còn cười một cái tiếng cười gọi là sung sướng rồi tôi bỏ được đi. Tôi biết tôi nói này rất là ác, nhưng mà tôi muốn nói rằng tôi phải đứng trước nhà già của họ tôi cười để chi, để cho mấy người khác họ thấy, họ hỏi tại sao sự cười, tại sao sự ác như vậy. Tôi nói bà này bà chính là một vị gọi là Bồ Tát và thị hiện cái thân ngu sửng để mà răn dạy chúng ta. Đấy, tôi nói rồi tôi bỏ tôi đi chứ cũng không đặt chân vào nữa nha. Và cái bà này, cái ông này nè, đã thị hiện cái thân ngu sửng để mà dạy cho chúng ta và qua một bài học giáo lý. Đấy, tuổi trẻ không học giáo lý thì biết cái gì nếu mà làm nền tảng hành trì, rồi tới hồi về già nó ngáp ngáp rồi lúc mà bị biệt thân nha, lúc mà bị thân. Và rất là nhiều lần tôi đem chuyện riêng của tôi ra tôi nói mà bà con hiểu lầm, nó khổ vậy này. Cái đầu như vậy mà kêu uống thuốc rầy chuyển kiếp thì lại không đủ gan để uống. Tôi mới đem cái chuyện thật của tôi ra tôi nói. Ví dụ như tôi nói mấy hôm nay tôi bị đau lắm, mà tôi biết tại sao, mỗi lần đau tôi rung. Thì có người nghe như vậy họ nói như tôi mà tới giờ này còn rung, có nó ngu sửng không. Người ta nói như vậy là chụp cái chữ đó liền à, là một. Thứ hai nữa, phải thấy cái người rung đó ngồi trước mặt mình, quý vị mới rung theo nha. Tôi nói cho các vị biết, đã 50 tuổi rồi, bất cứ ai đừng có nói là tôi gầy yếu, thiếu sức khỏe, quý vị cũng vậy. Người mà nó 50 tuổi rồi thì toàn bộ cơ thể của các vị nó đang cái giai đoạn xuống đồi, tôi cho các vị biết nha. Các vị có đi đánh tennis, có đánh golf mỗi ngày đi nữa, nhưng mà không có chắc ăn đâu. Cái thứ mà 50 trở đi là nó đang đi xuống đồi, nó đau hiu, lúc đó nó đang xuống dốc dữ lắm. Đấy. Và nếu ngay bây giờ 50, 60 mà không có lận lưng một số kiến thức căn bản, cứ lơ mơ thì tới cái hồi mà nó lăn đùng ra đó, không? Tôi ngồi tôi nhìn tôi thấy mẹ tôi đi mà người ta mời đi tôi cầu quen đó, tôi đã không có tin như ok, miếng cơm manh áo thì đi. Tôi nhìn mấy người mà nằm ngáp ngáp đó, trong bụng tôi nó nở từng khúc ruột cho mày chết. Họ đi gặp mình họ cũng cái bản mặt đó, mà cách đây mấy năm mới gặp mình nó nổ, nó lên tới nóc luôn. Con là đệ tử của ngày này, ngày kia, ngày Hộ Công, ngày Giới Nghiêm, ngày Bửu Chơn, ngày Hộ Giác, tùm lum á. Mà giáo lý thì chớ hề học một chữ. Tới bây giờ nó nằm ngáp ngáp, nhìn cặp mắt nó thất thần, nó vô hồn, nó sợ hãi. À, thì mình lúc mình nghĩ mình cho mày chết. Ngày xưa nào, cách đây mấy năm mới gặp nó nổ banh xác. À, bây giờ nó mới thấy nó thấm. Giáo lý thì không chịu học, chỉ được có cái tiếng là đệ tử của Cao Tăng. À, có cái tiếng là mấy chục năm Phật tử kỳ cựu. Nha. Tôi biết cách nói của tôi rất là nặng, nhưng mà không thể không nói như vậy nha. Các vị có ra sao đi nữa, phải lận lưng kiến thức giáo lý. Phải lận lưng kiến thức giáo lý. Để làm cái gì? Để làm một chuyện thôi. Để sốc chánh niệm. Tôi nhắc lại lần nữa. Học giáo lý căn bản chỉ để làm một chuyện thôi. Để sốc chánh niệm. Mà chánh niệm là cái gì? Tôi nhắc lại vô số lần, đó là không có quán chiếu gì hết. Đừng có bày đặt mà sắc ngồi, danh ngồi, rồi sắc nằm, rồi danh nằm, rồi danh muốn ăn, rồi sắc đút vô mòm, rồi sắc nhai, rồi cái danh thích, danh không thích, thì tụi lâm làm ơn đừng có mà. Cái đó là người ta phân tích cho mình nghe thôi, chứ mình không có nên lấy đó làm điều, rồi đi nhồi vô trong cái hành trì nó sai bét, không có cái sắc danh nào để hết. Cứ học giáo lý, cứ học giáo lý, danh là gì, sắc là gì, rồi quên mất, rồi sống chánh niệm thôi. Làm gì biết nấy, làm gì biết nấy. Thì trong lúc mà làm gì biết đấy, tự nhiên cái trí tuệ nó có mặt. Tự nhiên cái trí tuệ nó có mặt. Tôi ví dụ cho các vị nghe. Tôi đã chỉ cho các vị biết rõ này. Cái này là nấm này ăn được nè. Nấm này nấm độc nè. Cái rau này ăn được nè. Cái này là rau độc nè. Đó, cái này là mắt mèo nè. Cái này là mắt cỡ nè. Đấy. Cái này đó là rau dền nè. Đó, cái này ăn được nè, cái này mồng tơi nè. Đó, tôi chỉ các vị cứ học xong xuôi quên mất. Chỉ việc khi đi rừng á nha, các vị đi rừng
cẩn thận giùm, đừng có nhớ cây cỏ giùm tôi năn nỉ, đừng có nhớ ba cái kiến thức mà cây này ăn được, nấm này ăn được, dẹp. Tập trung ngó xuống bước chân của mình, không cẩn thận nha, cái chuyện té nha, dưới đây có cái hố nè, cẩn thận nha, rồi cẩn thận nha, cái đó phải rắn không, coi kỹ là phải rắn không, ok phải rắn, rồi đi tới à, đó là cái khúc cây, cứ làm ơn đi đứng đàng hoàng nha tôi. Thì trong lúc đi như vậy đó, khi mà mình đói bụng á nha, thì tự nhiên mình sẽ nhìn quanh coi cái gì ăn được, thì lúc đó, đó kiến thức mà mấy năm nay của gì học đó, cây rau nào ăn được, trái nào không ăn được, nấm nào ăn được, nấm nào không ăn được, lúc nào lúc rỗi lúc của mình xài nha. Còn bên đơn khi chưa tới lúc đó, cứ làm ơn đi cho tôi, cứ đi đi cho cẩn thận nha, đừng dấp té, đừng lọt hố nha, à, đừng đập sình nên dũng nước nha, tránh nè, rồi rồi có cái cây nó che ngang ngang trái kìa, rồi cúi xuống, cúi xuống, rồi cúi xuống, rồi rồi cú, rồi đi qua, rồi có dũng sình rồi tránh qua một bên, rồi có cục đá tránh luôn, bước là nó được thì bước rồi, nhưng mà phải luôn luôn cẩn thận nha. Làm ơn nhớ dùm một chuyện, đi đứng cẩn thận trong rừng thôi, đừng có ba cái vụ kiến thức, cái cây này nắm kia nó mập lắm. Khi cần thì móc nó ra xài, xài xong dẹp nó qua một bên đi tiếp. Đó là kinh nghiệm đi rừng. Cách đây có 3 tuần, tôi cùng với cái lớp giáo lý Bình Đức làm một cái chuyến gọi là hai kinh đường núi. Mà các bạn biết là chỉ có 800 mét thôi. 800 mét thôi. Mà tôi vừa qua khỏi, vừa đặt chân xuống tới chân núi, tôi quay người là tôi chấp tay, tôi khấn, khấn với sân thần. Đời này kiếp này trọng không bao giờ trở lại con đường này nữa. Các vị có tưởng tượng đằng xa, đứng trên nhìn đằng xa kia là có hồ, tôi nó xanh biết đẹp lộng lẫy, vẫn không dám nhìn. Cái chỗ mà tôi đặt chân đó, nó cái tầm tầm nó khoảng chừng 6 tấc thôi. Mà bên ngoài của nó là vực đứng ngàn trượng. Phải nói là cái đó mà xuống một phát rồi đó, là tôi nói chỉ có đặt nhiệm nó đi trực thăng xuống nó hốt xác, chứ đừng không có ai mà xuống mà lụm xác nó được, chỉ cần đặt nhiệm á, tụi SWAT hay là tụi SEAL của Mỹ mà nó đi trực thăng đó, nó nhảy dù xuống nó đem xác lên, nếu mà tôi lọt dưới đó ngàn trượng, thì lúc đó tôi mới thấy là đúng rồi, nó y như cái hành trình mình tu, mình chỉ ném một chuyện thôi. Lúc đó đừng có ngồi ngắm nghe cây cạnh hòa lạ, nguyên phía sau lưng tôi nguyên một đám không? Nữ già có bệnh, có chân tay xích sụi đi cà lơ bất phơ, hồi nãy mình đi mình còn ngại, tới bây giờ tôi quên mất họ luôn, mà giàu cho họ gọi là má ruột của tôi chẳng được, tôi cũng phải quên luôn, tại vì tôi phải qua được cái đoạn này mới được, nó quá nguy hiểm nha. Lúc đó tôi quên hết, tôi chỉ nhớ có một chuyện là đừng nhìn ra ngoài kia, chỉ tập trung dưới chân mình thôi nha, tập trung nha, mà cái tay phải bám sát, bám mình cầm tông á, coi cái gì có thể mà nắm được. Mà cứ việc nắm và bước, nắm và bước, nắm tay, nắm mà chân dò dẫm, mà đá cụi cỡ mà lớn như thế này, dẫm cái nó trượt, dẫm nó trượt. Cái đó mà lọt xuống dưới một cái là chỉ có tụi SWAT hay tụi SEAL mà nó đi được thằng xuống nó hốt xác rồi. Mà hốt thì tụi chắc còn dựng chén rồi thì đá không mà. Thì ở đây cái hành giả cũng vậy, làm ơn sống chánh niệm vậy, làm ơn học giáo lý rồi sống chánh niệm. Ba cái vụ mà quán chiếu, quán mền vậy đó, dẹp, không có quán. Ok, quý vị hôm nay có thể nghe tôi giảng xong, các vị đi tìm mấy cái vị mà cao tăng, thấp tăng gì ở bên đó, đi hỏi nha. Nhưng mà tôi xác định lần nữa, tôi đang nói chuyện với bàn dân thiên hạ muôn phương. Tôi chịu trách nhiệm với cái thông báo, với cái tuyên bố của tôi, đó là chúng ta chỉ học giáo lý, rồi sống chánh niệm. Các vị hỏi tôi, kinh nào nói? Dạ, tất cả các kinh đều nói như vậy. Tôi gợi ý cho các vị biết nha. Học giáo lý chính là pháp học, còn sống chánh niệm chính là pháp hành. Đó, bây giờ các vị tin chưa? Bây giờ phải tin rồi đó. Tức là chính Đức Phật ngày cũng dạy giáo pháp ngày chỉ có ba thôi, tức là pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp thành mình đừng có nhắc tới pháp thành, tức là lúc đắc rồi. Không? Mình chỉ còn có hai chuyện phải làm thôi. Đó là pháp học, pháp hành. Thì cái pháp học cũng là học giáo lý đó. Học giáo lý. Học giáo lý để làm cái gì? Biết rõ cái cấu tạo của mỗi chúng sinh, của vô lượng vũ trụ, nó chỉ nằm ở trong lục đại, đất nước lửa gió hư không và thức, hoặc là nó chỉ nằm ở trong năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng là cái gì, hành thức là cái gì, năm uẩn. Đấy, biết rõ rằng mà vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh chỉ gói gọn trong năm uẩn, trong 12 xứ, tức là 6 nội và 6 ngoại xứ. Mọi thứ nó chỉ gói gọn trong 18 giới, tức là 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Mọi thứ nó chỉ gói gọn trong danh và sắc. Mọi thứ nó chỉ gói gọn trong nhân và quả.
mọi thứ chỉ gói gọn trong tam tướng vô thường khổ của con nhà, chỉ nhớ chừng đó thôi, và học cái đó. À, còn cái chuyện mà cõi này cõi kia học sơ sơ cho biết thôi, chỉ học đại khái là sống nhiều với tâm dục giới thì sẽ quay trở về cõi dục, sống với tâm sắc giới sẽ về cõi sắc, sống với tâm vô sắc thì sanh cõi vô sắc. Trong cõi dục ấy, sống với tâm lành thì về với các cõi nhân thiên, sống với tâm bất thiện thì về các cái cảnh giới sa đọa. Chỉ nhớ căn bản những đó, đừng có a mà cõi này sống bao nhiêu, cõi kia sống bao nhiêu, mình gần chết rồi mà đúng thời gian mình nhớ cái đó đâu nha, không có cần nhớ, không cần nhớ. Rồi còn nhớ làm chi ba cái chuyện em và bà quý sa ca có bao nhiêu cháu nội, bao nhiêu cháu ngoại, rồi cái quan hệ thông gia giữa cư sĩ này với cư sĩ kia, ông đó ông giàu lắm mà ông người xứ nào quên, người ta bấm sư giảng dẹp hết, không có. Chỉ còn nhớ bao nhiêu thôi, chỉ còn nhớ là cái cấu tạo của vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh gồm cái gì, học cái gì mà gọn nhất, rồi sống chánh niệm, rồi sống chánh niệm, làm gì biết nấy, làm gì biết nấy. Rồi thêm nữa, ở trong cái thân tâm của mình đó, mình biết rõ, mà nãy tôi nói gọn thôi nha, chứ trong năm quẩn mình phải biết rõ là sắc, thọ, tưởng, hành, thì trong cái hành quẩn đó, mình phải biết rõ à, cái này là bất thiện nè, cái này là thiện nè. Thiện, bất thiện gồm cái gì? Tham, sân, si, ái, mạng, kiến, nghi, bla 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 bla. Còn bên thiện là cái gì? À, là tính tấn, niệm, định, tuệ nè ha, tàm, quý, rồi trí tuệ, cảm nhận, thiện định. Chỉ học mấy cái đó thôi. Tất cả ba cái ngoài ra là gọn được thì gọn nha, gọn được thì gọn. Và cái quan trọng nhất, căn bản nhất là quay về sống chánh niệm. Và tôi biết nhiều người trong room này nè, nghe đơn giản không có thích, nghe cái gì mà nó cụ thể không có thích, thích cái gì mơ hồ, thế nhưng kia đọc chú rồi gì đi ca này ca na này ca lăng đế vậy mà khoái. Còn không nữa phải cầu nguyện khấn cứ được này được kia, chứ còn cái pháp môn gì mà kỳ cục quá, cái pháp môn sống chánh niệm, nhưng mà tin tôi đi, chỉ có pháp môn chánh niệm thôi, làm gì biết đấy, cộng với kiến thức giáo lý, thì sẽ có một ngày các vị thấy ra nhiều cái điều mà không có kinh sách nào có thể tả một cách chi tiết được. Nhớ nha, không có, kinh sách chỉ nói cho mình biết cái chuyện trần đại khái như vậy nha. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái con đường mà trong tấm bản đồ nó không giống như con đường ở ngoài thực tế. Có con đường trong tấm bản đồ nó chỉ là một cái vệt mực ngoằn ngoèo của quỷ thôi, còn khi con đường ở ngoài đó thì nó có nhà cửa, có cây cối, hoa lá, chim muông, phải không? Nắng gió mây trời tùm lum hết. Nhưng mà có một điều mình không thể phủ nhận, cái tấm bản đồ được, phải có tấm bản đồ, phải có tấm bản đồ rồi bà con mới có thể đi được con đường mà thực tế. Ở đây cũng vậy, giáo lý là phải học, nhưng mà tất cả những cái hướng dẫn trong giáo lý chỉ là cái vệt mực ngoằn ngoèo trong tấm bản đồ thôi. Trong khi đó, khi mà mình sống chánh niệm á, thì mình đang có mặt trên cái con đường thực tế ở ngoài nha. Thì lúc bây giờ trong kia hồi đó mình học về lý thuyết á, chúng ta định nghĩa tham là sao, ngã mạn là sao, tật đố bụng xỉn ganh tị là sao, mình học về lý thuyết. Nhưng bây giờ mình sống chánh niệm nè, đây đi biết là bước đi trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm, đây ngồi xuống biết rõ đang ngồi xuống, chỉ vậy thôi, tôi đâu kiểu gì làm gì đâu. À, muốn rót nước là biết rót nước, bây giờ muốn uống nè biết rõ là muốn uống nước nè. Làm gì biết đấy, cộng với kiến thức giáo lý, chỉ vậy thôi. Và tôi nãy tôi có nói rồi, làm ơn đi đường cẩn thận giùm tôi, chỉ vậy thôi. Cái cẩn thận đây là chánh niệm, à, leo núi cẩn thận, đi rừng cẩn thận, nhưng men theo cái mép vực cẩn thận, đừng có đem kiến thức gì ra. Tự nhiên cái chỗ nào nó cần, tự nhiên nó lòi ra, tin tôi đi. Chỗ nào cần á, tự nhiên kiến thức nó dằn ra. Còn chỗ nào không cần á, thì tự nhiên kiến thức nó ẩn vô, nó khuất. À, lúc mình chỉ sống chánh niệm thôi, khi nào cần tự nhiên cái kiến thức giáo lý nó trào ra cho mình xài xong rồi mình rút trở vô. Nhớ như vậy, nhớ. À, cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, đó là chỉ có 10% đời sống của chúng ta là những gì xảy ra cho mình, mà 90% chính là phản ứng tâm lý của chúng ta. Bắt đầu tôi nói hơi sâu một chút. Toàn bộ cái mắt tai mũi lưỡi của quý vị nha, đều là do cái nó đều là do cái tiền nghiệp quá khứ tạo ra. Cái tấm thân này là do tiền nghiệp quá khứ tạo ra. Những cái chuyện vui buồn hên xui may rủi mà nó xảy đến cho mình kiếp này cũng đều là cái quả thiện ác của đời trước. Này,
Cái vấn đề ở chỗ đó là mình đón nhận cái quả thiện ác nó ra làm sao. Cái người không biết Phật pháp nó chia ra mấy hạng sau đây. Hạng thứ nhất, nó chỉ biết có thích, ghét, buồn, vui, ngoài ra bất kể thiện ác. Rồi cái hạng thứ hai là nó biết quan tâm nó thiện ác, nhưng mục đích cũng là trốn khổ tìm vui. Cái hạng thứ ba, nó chán cả cái chuyện mà thích, ghét, buồn, vui, nhưng mà nó vẫn tiếp tục sống thiện để mai sau chứng thành, không còn thiện ác buồn vui nữa. Đấy, nhớ cái đó. Và nên tôi nhắc lại, cái đời sống của mình nó chỉ là cái sự ghép nối của nhân quả thôi, quả cũ và nhân mới thì chẳng có gì trơn nha. Đời sống của mình chỉ là sự ghép nối của quả cũ và nhân mới. Quả cũ là cái gì? Đó chính là hình hài này, đời sống này, đó là quả cũ. Còn cái nhân mới là cái gì? Đó chính là phản ứng tâm lý của chúng ta trước những cái quả cũ đó. Thí dụ như tôi gặp được một người mà tôi thích, cái phản ứng tâm lý của tôi trước họ nó ra sao, cái đó là nhân mới. Nhân nó nhân thiện hay nhân bất thiện, đó là chuyện có mình tôi biết rồi nha. Người đó, vật đó, cảnh đó đều là do nghiệp cũ nó dẫn đến cho tôi. Nhưng mà cái nghiệp mới, cái nhân mới của tôi là cái gì? Đó là phản ứng tâm lý của tôi ngay bây giờ nè. Đó, ngay bây giờ. Cái chuyện mà người ta chửi tôi đó là cái quả cũ của tôi, nhưng mà cái phản ứng tâm lý của tôi ngay bây giờ nó là nhân mới. Cái quả cũ mình tránh không được, Phật còn tránh được nói gì mình. Nhưng mà cái nhân mới lại khác à. Phật vẫn chịu cái quả cũ, nhưng mà Phật không có tạo cái nhân mới. Dĩ nhiên Ngài là vị A-la-hán thì Ngài là vượt khỏi cái thiện ác rồi. Bây giờ mình nói mình, tuy mình không thể nào tuyệt đối tránh được cái chuyện gọi là gieo nghiệp mới, nhưng mà ít ra mình làm được hai chuyện. Một là gieo nhân thiện, hai là giảm cái nhân ác. Giảm bằng cách nào? Thì trong rung thế nào cũng có người biểu môn đó, ổng còn phàm trớt mà ổng làm sao mà giả được chứ. Được, tôi nói các vị nghe kinh nghiệm của tôi nha, kinh nghiệm của tôi. Người nào, vật nào mà nghĩ tới họ, nghĩ tới vật đó, người nào vật nào mà mình nghĩ tới mà lòng mình thấy phiền, tôi hạn chế mình nghĩ tới. Chứ tôi không hề nói rằng tôi không có phiền não, không bao giờ ngu xuẩn nói như vậy. Tôi cũng không nói rằng quý vị phải đương đầu nhìn thẳng vào phiền não, tôi không có xú giải vậy. Mà tôi chỉ nhắc các vị thôi, chính trong kinh Đức Phật Ngài dạy mình, nếu trừ không được thì nên tránh. Trong thức, trong tứ chánh cần, tứ chánh cần có cái đó nha. Đồ phiền não mình có nhiều cách, hoặc trừ là hoặc tránh. Nếu mình trừ không nổi, nó trồi lên mình chịu nổi thôi, mình tránh trước. Tránh trước. Nhiều lần tôi nói, đối với bất thiện pháp, đối với cái chuyện bậy bạ tội lỗi, mình không có đính, mình chưa có ly dị được thì cũng nên ly thân. Còn đối với cái thiện pháp, mình chưa đính hôn, mình chưa có kết hôn thì cũng nên đính hôn. Mà chỗ đó có nghĩa là sao? Là nghĩa là nhiều khi nó mình trừ không nổi thì nên tránh từ xa, nó cũng đỡ. Đấy, tránh từ xa. Khi mà mình đối diện với sáu trần sắc thinh cái vị xúc, đấy, mà mình gọi là có niệm, có trí, thì mình làm được hai chuyện. Một là mình đối diện với cái nghiệp xấu bằng chánh niệm, bằng trí tuệ. Có nghĩa là nhận quả xấu mà bằng cách là gieo cái nhân mới, nhân tốt. Còn hai là nếu mình không có gieo được nhân tốt, mình cũng hạn chế được cái nhân xấu. Là sao? Là không có để mình phải gọi là nặng lòng với nó quá lâu, quá nhiều. Đấy. Tôi có một vài người quen mà hồi đầu tôi thương, tôi nói nhẹ riết rồi tôi chửi họ luôn. Chứ bây giờ tôi đối với cái hẹn đó mình nói chửi thì nó hơi nặng quá, mà mình nói là tôi giảng bằng cách là tôi phán cho mặt họ. Họ cứ ăn rồi đó là họ cứ đọc ba cái tin nhắn, đọc ba cái Facebook, rồi Messenger, rồi email, rồi họ phiền. Hồi đầu tôi cũng còn nói nhẹ nhẹ riết, tôi nói biết đó là phân mà tại sao cứ tống vô mồm của mình làm cái gì. Tôi chịu hết nổi, tôi phải nói nặng. Tôi nói đã biết đó là phân mà tại sao cái giọng vô mồm của mình, tại sao biết đó là phân mà cứ ấp cái mặt vô đó mà ngửi. Mình biết nó phiền. Mình biết nó phiền thì đừng có mà rớ trên đời này. Nên nhớ lời của tôi, trên đời này chỉ có bốn thứ. Trên đời này chỉ có bốn thứ mà mình không nghĩ tới nó thì nó vẫn có. Ngoài bốn thứ này ra, ta không nghĩ tới nó thì nó không có. Mà vô lượng vũ trụ nó chỉ có bốn thứ thôi, thì đơn giản là một là bệnh hoạn. Mình không nghĩ tới nó vẫn có. Thù oán, mình không nghĩ tới nó thì vẫn có người thù mình. Thứ ba là pháp luật. Đó.
mình không nghĩ tới, nhưng mà mình đã làm những bậy bạ rồi, pháp luật cũng trách tòa cũng gửi tới. Thứ tư là nợ, mình không nghĩ tới nó thì nợ cũng có thật. Như vậy thì bệnh, nợ, thù oán và pháp luật chỉ trừ ra bốn cái này. Ngoài bốn cái này ra, làm ơn dẹp hết, không có cần bận tâm đến bất cứ cái gì. Đấy. Có nghĩa là ngoài bốn thứ này ra, tất cả còn lại mình không nghĩ đến nó thì nó không có. Dầu đó là lợi danh, là tình cảm, là uy tín, là quyền lực, không có. Các vị không tin, các vị ngồi tưởng tượng giùm tôi nha. Các vị hình dung đi, các vị ngồi trên xe bus, ngồi trên xe lửa, ngồi trên máy bay, các vị đi shopping, không? Xe lửa, máy bay, shopping, xe bus. Bên cạnh các vị có biết bao nhiêu người, chỉ cần các vị không có lo để ý tới họ, không? Các vị cứ tập trung vô cái phone, hoặc là các vị cứ lo nói chuyện với người trước mặt, và cái đầu các vị nghĩ đến một cái chuyện gì khác đó, thì bao nhiêu người ngồi bên mình đâu có biết. Và lúc bây giờ đó, những người đó dầu họ ngồi bên cạnh mình hay là cách mình ngàn dặm, nó giống nhau quý vị à, giống nhau lắm, để trang à. Trong khi đó một người cách mình một đại dương mà lòng cứ nghĩ tới họ hoài thì họ giống như ở bên cạnh mình vậy. Trong khi đó cái người láng giềng cách mình một cái dậu rào, một cái phên thưa thôi, một cái rào tre, rào trúc, mà nếu mà mình mấy năm trời mình không có tiếp xúc họ đó, không, thì coi như họ sống chết mình đâu có hay. Điều đó cho thấy rằng đó là ông Pascal đã nói rằng tôi suy tư, tức là tôi tồn tại. Ở trong Phật pháp mình còn thêm một cái nữa, đó là tôi được nhắc tới cũng là cách tôi được tồn tại, và tôi nghĩ đến cái gì thì cái đó nó tồn tại. Nó nhiều câu lắm, nghe không? Ông Pascal thì ông nói là tôi suy tư, tức là tôi tồn tại, còn mình thì mình nhiều câu lắm. Mình nghĩ tới cái gì thì cái đó tồn tại, hoặc là mình còn được nhớ tới, có nghĩa là mình cũng được tồn tại. Nhiều cách nói, tùy trường hợp mà xài câu nào. Nhưng mà cái ở đây tôi muốn nói cái câu này, đó là ta nghĩ tới nó thì nó mới tồn tại. À, ví dụ như cũng như một cái tác, một cái tác, mà nếu mà đó là đứa con của mình, nó giỡn mình, nó nắm tóc, nó kéo tóc mình rồi nó tát mình, mình không có bỏ bụng. Nếu mình vẫn nghe phone bình thường hả, mình đau mình nắm tay mình kéo ra, xong mình dính nó lại, cái mình vẫn nghe phone bình thường, rồi sau đó là mình quên luôn là con mình nó mới nắm tóc mình, nó mới tát mình, đúng không? Mình quên mất. Trong khi đó mình là một người đàn bà, mình đang đi ra đường, mà có một con nhỏ nào đó nó nhào đến, nó nắm tóc mình, nó tát mình, nó nói mình giật chồng đó, là mình về mình nhớ suốt đời, đúng không quý vị? Cũng nắm tóc, cũng là tát ta, nhưng mà có cái mình nhớ hoài là vì sao? Vì mình cột cái tâm mình vào trong đó, mình muốn giữ nó lại, mình có lưu ý, mình có quan tâm nó thì nó còn đó. Còn nếu mình không quan tâm, mình không lưu ý thì nó mất. Nhớ nha, cho nên nên nhớ cái này, đó là cái chuyện mà nói rằng tu hành là đoạn trừ phiền não, chuyện đó trên trời tôi không dám nói, nhưng mà tôi dám nói cái này, tránh rất tốt. Tránh hạn chế, tránh đi, hạn chế bớt cái chuyện gặp gỡ những người mà chỉ làm phiền mình. Tránh nghe những cái làm phiền mình, tránh nhìn những cái làm phiền mình, tránh ngửi những cái làm phiền mình, tránh nghĩ đến những cái mà nó làm phiền mình. Rất là quan trọng, tránh. Chỉ còn ai nói tu là đoạn trừ phiền não rồi, tôi chữ được, tôi ghét mà tôi thụ chữ đoạn trừ, không, chữ nó mơ hồ, chữ ba xạo nha. Cái chữ mà thật nhất là tránh. Ở trong cái giáo lý duyên khởi đó, nó có cái vô minh duyên hành, hành duyên thức, thứ duyên danh sắc. Do vô minh trong bốn đế mới tạo ra các nghiệp thiện ác, do các nghiệp thiện ác mới có các tâm đầu thai, do các có các tâm đầu thai nên ta mới có sáu căn, do có sáu căn nên ta mới có sáu xúc sáu thọ. Rất là quan trọng chỗ đó. Rất là nhiều người không hiểu chỗ này, cứ ăn rồi cứ nói là nguy hiểm nhất là do vô minh tạo ra các nghiệp thiện ác, rồi sáu ái là cái như là dẫn đến chuyện đầu thai ba cõi sáu đường luôn, ngũ thú lục đạo, rồi tứ thủ, rồi tôi nói ôi, cứ nhắm ba cái phiền não không bỏ quên một chuyện rất là quan trọng, đó là từng cái mắt xích ở trong duyên khởi. Chẳng hạn như tôi lấy cái mắt xích sáu xúc mà nãy mới nói tu là tránh, thì ở đây cái xúc rất quan trọng lắm. Tại sao mà mình phải giữ giới? Là tại vì giữ giới là nó hạn chế cho mình những tiếp xúc không cần thiết. Những tiếp xúc không cần thiết, ví dụ như bác quan trai, sau 12 giờ là mình không có tiếp xúc với thực phẩm, mà nếu cần mình cũng hạn chế, không có tiếp xúc với nhà bếp,
không có tính, mình không ăn đã đành rồi, mình cũng hạn chế cái chuyện xào nấu nướng xuống bếp bầm bầm sắc sắc, ví dụ như vậy. Hạn chế mình cắt với cái chuyện nghe nhạc, sử dụng thưởng thức ca vũ nhạc kịch, không sử dụng các gọi là hương liệu phấn son mỹ phẩm nữ trang, hạn chế không sử dụng giường cao chiếu rộng để hưởng thụ. Đó. Tại sao vậy? Vì xúc, tu đây là tu xúc, đó là hạn chế. Ngay khi mà mình hạn chế cái chuyện tiếp xúc của sáu căn đó với sáu tầng, thì ngay cái chuyện hạn chế là đã là tu rồi. Còn đừng có nói với tôi tu là diệt trừ phiền não, là đoạn trừ phiền não, là không dốc, tôi không có tin cái đó. Nhưng mà tránh thì tôi tin, tránh từ xa, tránh từ xa. Còn chuyện đoạn trừ đó, tại sao tôi gọi nó dốc, là bởi vì cái chuyện đó nó có nào phải không, nhưng mà nói về cái bậc thượng thừa kìa. Thì hãy biết đây là tâm sân thì tâm sân liền biến mất, biết là đây là tâm tham, đây là tâm tham liền biến mất, đây là vô tham, đây là vô quý, biết xong là vô tham vô quý liền biến mất, đây là hôn trầm thị miên, biết xong là biến mất, cho đó là cao siêu lắm. Cái chuyện đầu tiên có thể là mình tránh trước, tránh hạn chế, tránh bớt, hạn chế bớt. Đấy. Những cái thấy nào mà nó làm cho mình có phiền não, những cái thấy mà nó làm cho mình thích, những cái thấy nào nó làm cho mình bực, những cái nghe nào mà nó làm cho mình thích, những cái nghe nào làm cho mình bực. Đấy. Những tiếp xúc nào mà nó làm cho mình thấy thích, những tiếp xúc nào làm cho mình thấy bất mãn, tất cả những cái tiếp xúc đó mình phải hạn chế tối đa, cho nó còn ở mức tối thiểu. Nhớ nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó rất là quan trọng. Thì tôi nhắc lại cái bài giảng trưa nay của tôi là cái gì? Tôi chỉ có hai điều thôi, nên làm và không nên làm. Đó. Vì sao? Là vì toàn bộ đời sống của chúng ta nó chỉ là hạnh phúc và đau khổ, mà hạnh phúc nó là đến từ cái hai cái nguồn có và không có cái gì đó, và đau khổ cũng đến từ hai cái nguồn có và không có cái gì đó. Cho nên cái chuyện tu hành nó cũng gom gọn còn có hai điều thôi, tức là nên và không nên làm cái gì đó. Có những chính cái phản ứng tâm lý của chúng ta mà cái cảnh trần nó làm cho chúng ta trở nên đau khổ hay là an lạc. Và cái an lạc đây tôi cũng phải nói thêm, an lạc nó có nhiều cấp. Này, cấp nó có ba trường hợp an lạc. Nếu mà tôi là quý vị là tôi đã móc cái viết ra tôi ghi, còn không nữa tôi cắn tay tôi lấy máu tôi ghi xuống mặt bàn liền. Bây giờ ba thứ hạnh phúc nha, sợ quên, phải nhớ cái này. Cái hạnh phúc thứ nhất là cái gì? Là tránh được cái mình ghét, đó là một thứ hạnh phúc. Này, cái hạnh phúc thứ hai, có được cái mình muốn nha. Hạnh phúc nó có ba. Bây giờ cái thứ nhất là gì? Là tránh được cái mình ghét, đó là một thứ hạnh phúc. Đấy. Và cái hạnh phúc thứ hai là có được cái mình muốn. Nhưng cái hạnh phúc thứ ba này nè, nó chính là cái thứ hạnh phúc mà tôi đặc biệt hướng tới và thiết tha kêu gọi bà con đồng rừng nên quan tâm lưu ý. Đấy. Cái hạnh phúc thứ ba này quan trọng. Mà muốn nói tới cái hạnh phúc thứ ba thì mình phải ôm lại hạnh phúc trước. Hạnh phúc thứ nhất là hạnh phúc vì tránh được cái mình ghét. Cái hạnh phúc thứ hai là có được cái mình muốn. Và cái hạnh phúc thứ ba là gì? Là không còn thích, không còn ghét nữa. Có một ngày mà con sẽ tin cái điều này là sự thật. Đấy. Còn có cái để thích mà lỡ không có được cái đó là đau khổ. Còn có cái để mình ghét thì khi không tránh được cái ghét là mình bị đau khổ. Khổ gì nữa. Hạnh phúc và đau khổ nó làm đứa này là con đứa kia, nó là đứa này là con đứa kia. Đây, cái hạnh phúc nó là mẹ của đau khổ, mà đau khổ nó là mẹ của hạnh phúc. Nãy tôi nói rồi, hạnh phúc nó đến từ cái gì? Một là tránh được cái mình ghét, không mà không tránh được thì sao? Khổ. Rồi cái hạnh phúc thứ hai là gì? Là có được cái mình muốn, nhưng mà nếu không có được thì sao? Khổ. Như vậy cái hạnh phúc thứ ba mới là cái hạnh phúc của cái người hiền trí hiền giả, bởi vì hai cái hạnh phúc đầu nó rất là mong manh. Có được cái mình thích là hạnh phúc, mà lỡ không có được thì sao? Khổ. Né được cái mình ghét là hạnh phúc, lỡ né được thì sao? Khổ. Chỉ có cái thứ ba là hạnh phúc, thứ ba là phúc thứ thiệt. Hạnh phúc thứ ba là không bao giờ sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng nó không bao giờ bị mất. Là vì sao? Vì nó nằm ngoài thích và ghét. Đấy. Sẽ có một ngày các vị thấy rằng không còn ai để mình thương ghét, không còn cái gì để mình thích và không thích, mình không cần tìm tới cái gì nữa hết. Nhưng nhớ một điều, nó có một cái lằn ranh rất nhỏ và rất mỏng, bằng một phần ngàn cái micron. Đó là gì?
Nhiều người thấy rằng mình không thích gì hết, họ tưởng là họ đã tu sai. Ngay lúc đó họ tạm thời họ chưa có nghĩ ra cái họ ghét, họ tạm thời họ chưa nghĩ ra cái họ thích. Họ tưởng là họ đã được làm đúng cái điều mà trong kinh nói. Chỉ cần một lát nữa gặp một cái chuyện gì đó mà nó làm cho họ ghét, làm cho họ thích, thì họ mới biết họ vẫn còn phàm nguyên con nha. Cho nên lý do tại sao chúng ta học giáo lý đó là học để biết rõ rằng về mặt lý thuyết thôi nha, thật sự mình còn là phàm, phiền não của mình nó còn nguyên khối, là mình không có, mà đừng có chạy trốn đâu hết, đừng có nghĩ rằng mình tưởng mình là thánh, không có đâu nha. Chẳng qua là ngay lúc này cái phiền não đó nó chưa có đủ cái điều kiện, chưa đúng cái môi trường, chưa đúng cái bối cảnh, chưa đúng đối tượng thì nó không có xì ra. Cho nên tại sao tôi mở ngoặc tôi nói thêm cái điểm này là bởi vì tôi đang giảng là ba cái thứ hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ nhất đó là né được cái mình ghét, mở một đơn né được khổ. Cái hạnh phúc thứ hai có được cái mình thích là hạnh phúc, mở một đơn không có được cái đó là khổ. Riêng cái hạnh phúc thứ ba không cần ngoặc đơn. Cái hạnh phúc thứ ba là hạnh phúc không cần ngoặc đơn nha. Hạnh phúc thứ ba không ngoặc đơn. Hạnh phúc thứ ba là gì? Là một ngày nào đó mình thấy là rằng mình thật sự mình không có cái người nào để mình, người hay là vật hay là cảnh nào để mình thích hay là ghét một cách đặc biệt. Nhưng mà như vậy đúng chưa? Chưa đúng. Mình phải hiểu tại sao mình không còn thích ghét, là vì mình hiểu. Mình hiểu. Do có hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Bây giờ không mất, chiều nay mất. Chiều nay không mất thì khuya nay hoặc sáng mai nó mất. Phải luôn luôn nhớ như vậy. Thì khi hiểu như vậy mà có được lòng bình thản, không thích ghét đặc biệt cái gì hết, cái đó đó mà là hạnh phúc. Cái hạnh phúc của cái người mà không màng tới cái chuyện, không màng tới cái hạnh phúc, thì đó là hạnh phúc thứ thiệt. Cái hạnh phúc của người mà không màng tới đau khổ thì hạnh phúc đó là hạnh phúc thứ thiệt. Hạnh phúc của cái người mà không màng tới giọt lệ và nụ cười, hạnh phúc này nó mới là thật sự là hạnh phúc. Bởi vì cái đời này đó lúc nào nó cũng cười được hết trơn nha. Còn cái thứ mà nó còn trốn khổ tìm vui, cái thứ mà nó còn tìm cái nó thích, nó còn có ý chạy trốn cái nó ghét, vô hạnh phúc bấp bênh lắm. Bởi vì chỉ cần nó không trốn cái ngày nào đó, nó không trốn được cái nó ghét thì nó khổ. Cái nó ghét là cái gì? Người nè, cảnh nè, vật. Mà các vị biết đời sống mình cái gì, cái đồ mình ghét nó nhiều lắm. Như cả cái rum này, nếu gì đấy đi, có vị đâu có chọc ghẹ cho tôi mà nói giờ tôi nổi điên mấy lần nữa. Là tôi nghĩ những cái mặt bư mà mình nói nó không có hiểu, và nó còn nó lắc đầu, nó trề môi, rồi nó ghi âm, nó cắt khúc gì, nó chỉnh sửa què hoặc tật quyền, nó gửi cái này, nó gửi cái kia, nó nói ổng nói thế này, ổng nói thế này, cái mặt ổng đâu có tu hành gì mà bây giờ ổng ra cũng giảng thiệt cho mình nghe. Tôi nghĩ mấy cái bản mặt là tôi đã còn nổi sùng nữa rồi. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩ đến một chuyện khác, và đó là chính là lý do tôi có mặt trong buổi giảng này trưa nay. Đó là có những người họ chưa được nghe Phật pháp, cái Phật pháp đó với họ nó là một cái gì đó một là mơ hồ hay là tật nguyền, một cái thứ Phật pháp thuần túy tín ngưỡng niềm tin nhẹ cuồng tính mù quáng, mà cái đầu họ thực ra họ có thể tiếp nhận một thứ Phật pháp tinh khôi uy nguyên thông tuệ, mà bây giờ họ không được nghe đó thì uổng cho họ. Cách đây mấy hôm tôi có biết được một vài người họ đã lặng lẽ âm thầm nghe cái pháp thoại từ lâu, và họ rút ra được một vài cái mà tôi chứng minh. Chứng minh ở chỗ là những cái đó mình đã phớt qua nhưng không ngờ nó đã giúp cho họ. Thì trưa nay cũng vì cái tấm tình nghĩ đến họ, nghĩ đến những người đó mà tôi tiếp tục rút ruột để mà phơi gan, để mà tôi chia sẻ những điều mà tôi cho là cái điểm tâm đắc của tôi. Còn quý vị cứ nghĩ sao để mặt xác. Ok. Cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói trong cái bài giảng trưa nay đó là làm ơn làm gọn lại cái nội dung giáo lý để mình có thể dễ nhớ và dễ làm hơn. Đã. Còn các vị có thể rơi vào hai cực đoan sau đây. Một là tu không cần học gì hết, cái này tôi cũng không có ý kiến. Cái hạng thứ hai cho rằng là phải trở thành học giả thì tôi không có ý kiến. Đây, tôi chỉ đi ở kẻ giữa thôi. Tôi chỉ thiết tha trưa nay, đặc biệt trưa nay tôi thiết tha nhắm tới những người mà họ đang cần có cái gì đó rất là căn bản, là bỏ túi xài liền bây giờ. Sau khi cái màn hình này đóng lại, tắt đi, thì họ có cái hồi của họ xài liền. Họ sẽ có được một cái định nghĩa rất là ngắn gọn về cái hạnh phúc và đau khổ theo tinh thần Phật pháp. Họ có một định nghĩa rất là ngắn gọn về ba tài, hồi nãy tôi đã nói rồi. Họ có một định nghĩa rất là ngắn gọn về cái hành trình nhận thức và tu chứng. Nhận thức
cái hành trình hành trì, cái nhận, cái quan điểm hành trì, vâng, quan điểm nhận thức của người Phật tử cần có phải như thế nào, thì đó chính là cái điều mà tôi đặc biệt nhắm tới, đặc biệt lưu ý trong cái bài giảng trưa nay. Tôi nhắc lại một cái ý nữa mà tôi cũng vừa nói trong đầu bài giảng, đó là bất cứ nơi nào cũng đều có thể là đạo tràng cho chúng ta hết, quý vị. Trước đây chúng ta chỉ biết trốn khổ tìm vui, hoặc là chúng ta khá hơn một chút, chúng ta cứ đi tự mình có những cái là những cái giá trị mặc định, đây là chỗ để tu nè, đây là chỗ phải để tu. Nhưng mà kể từ hôm nay, với những định nghĩa mà tôi vừa cung cấp cho quý vị thấy một điều, đó là nơi nào mình cũng có thể tu được. Mình tu được ngay trong cái mình thích, mình tu được ngay trong cái mình ghét, mình tu được ngay trong lúc mình quan sát cái thiện của mình tu được ngay trong lúc mình quan sát cái bất thiện của mình. Đấy, các vị đứng trong cái phòng fitness room, các vị tự mình xoa bóp cái cơ bắp của mình, các vị bóp đây này, nó nở này, chỗ này nó cứng này, đó cũng là một cách. Hoặc là cũng là một cách để gọi là bảo vệ sức khỏe. Nhưng mà các vị quan sát biết rằng các vị đi thử máu, các vị đi thử đường, các vị đi đo máu, đo tăng xong, cũng là một cách để giữ sức khỏe. Làm cho mình có cơ bắp cũng là một cách giữ mình có sức khỏe. Mà theo dõi những cái mặt xấu của thân xác cũng là cái cách giữ gìn sức khỏe. Chứ mình đi ăn làm cái xoa nắng cái cơ bắp của mình thì mà mình quên đi thử máu không được. Phải có được thử máu. Như vậy thì tu hành là gì? Tu hành là mình quan sát cái cơ bắp thiện pháp của mình, đó cũng là tu. Mình biết đây là chánh niệm này, cái này là trí tuệ. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải phát hiện luôn cả những cái mặt trái của mình, đó cũng là tu. Biết đây là bụng xỉn nè, cái này là bụng xỉn nè, đó, cái này là bụng xỉn nè, cái này là ganh tị nè, cái này là nhỏ mọn nè, đó, cái này là tâm tham nè, cái này là tâm sân hận nè, cái này là oán hận nè, cái này là tiểu tâm. Biết rõ thì đó cũng là tu nha. Nhìn giống như một cái người làm vườn vậy, họ chăm sóc một luống hoa cũng là làm vườn, mà họ đi kiếm mấy cái bụi cỏ gai mà tào lao để họ nhổ nó cũng là làm vườn nha. Chứ còn nếu nó làm vườn, tôi chỉ biết trồng bông thôi là biết cái thằng đó là bộ thằng ba xạo hay là thằng tâm thần. Không ai đi làm vườn nói câu ngu vậy, nói là tôi chỉ tập trung mấy cái bụi bông thôi chứ cỏ dại tôi không để ý. Sai, làm vườn là làm cả hai chuyện luôn. Đối với cái gì cần vung sới thì ta vung sới, cái gì cần bỏ đi thì ta bỏ đi. Tôi đã nói không biết bao nhiêu ngàn triệu lần, tôi nói muốn làm đẹp một căn nhà, muốn làm đẹp một cái gương mặt, chúng ta chỉ có hai việc thôi, đó là thêm và bớt nha. Tức là muốn làm đẹp một căn nhà đó, có nhiều người họ còn có khuynh hướng là thêm và tranh ảnh rồi ghi ba cái đồ ghiếp lưu niệm, ba cái tượng thạch cao, tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng, tượng sắt, cái đem về chất đầy lên hết, đó cũng là một kiểu làm đẹp bằng cách là chất vô. Nếu có người họ là làm đẹp bằng cách là lấy ra, có nghĩa là họ thấy trong phòng họ, cái nhà họ có cái gì nó dư là họ bèn lấy nó ra. Thì tùy quý vị thôi nha, tùy quý vị thuộc về cái nhóm nào thích làm đẹp nhà cửa bằng cách thêm hay bớt thì tùy. Nhưng mà gom gọn lại thì trong cái hoàn vũ này thì dầu làm đẹp cơ thể, làm đẹp nhan sắc hay là làm đẹp nhà cửa phòng ốc, chỉ có hai thôi: thêm và bớt. Thêm cái gì cần thêm mà bớt đi cái gì nên bớt, đó chính là cái cách làm đẹp một căn nhà, làm đẹp một cái cơ thể đấy. Thì nội tâm tu hành cũng vậy, cũng chỉ có hai việc đó thôi, có nghĩa là cái gì cần bỏ bớt thì bỏ. Nhưng mà nhớ cái này quan trọng, trong cái chuyện làm đẹp vật chất á, thì mình lấy ra cũng là một cách, mà mình bỏ vào cũng là một cách để làm đẹp, nhớ nha. Mình thấy rõ ràng cái cách bỏ ra và lấy vào nó là hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng mà trong những tu hành nó lại khác. Tu hành chúng ta chỉ làm một việc thôi. Chỉ cần mình tập trung vào cái bất thiện, mình tập trung, mình quan sát cái bất thiện của mình, thì ngay cái lúc tập trung đó là thiện đó quý vị. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Tôi nhắc lại, trong cái đời sống vật chất, trong thế giới vật chất, thêm nó là một cái chuyện riêng, mà bớt nó là một chuyện riêng. Nhưng mà ở trong cái pháp môn tu hành thì chúng ta chỉ làm một việc, là nó có cả hai. Cái chuyên tâm chánh niệm, biết cái gì đang có mặt, chỉ một cái đó thôi. Biết rõ đây là tâm tham thì ngay cái trong cái biết rõ đó là thiện. Biết rõ đây là thiện
biết rõ đây là niềm tin, đây là trí tuệ, đó là thiện, là đã đành rồi, tức là cái tâm biết và cái đối tượng được biết đều là thiện, là đó dễ hiểu rồi. Nhưng mà đằng này mình biết rõ đây là tâm tham, đây là tâm ganh tị, đây là tâm bụng sỉnh, thì cái đối tượng lúc bây giờ nó là bất thiện, đúng, nhưng mà cái tâm mà biết nó lại là tâm thiện nha. Nhớ cái này nha, nhớ chỉ cần làm một việc thôi. Tôi nhớ tôi có một câu chuyện mà tôi kể hoài đó, mà tôi kể tôi nhục đó. Là hai ông cháu làm nghề xiếc, các vị nhớ không? Còn nhớ chuyện không? Hai cháu làm nghề xiếc thì nhiều năm qua ông, người ông còn khỏe lắm, không nói gì, nhưng bây giờ người ông mấy năm nay ông yếu. Xiếc bằng cách nào hay thì ông cháu không biết khỉ gì đâu, cứ xiếc bằng cách là cây tre thiệt là dài, cái họ bôi dầu lên đó. Họ bôi dầu lên cây tre đó. Thì một người ôm giữ cái tre, là người kia leo 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 lên. Thì thông thường người ta đi đến cái làng nào đó thì người ta hay biết ông cháu có cái nghề đó, họ hay thưởng, họ treo cái món tiền lên trên đầu của cái tre đó đó, cái chóc nhọn của cái tre đó, chóc cái tre đó mà treo lên. Xong rồi họ cho mình biết là giá trị trong đó là bao nhiêu, thì họ nói nếu mình leo lên được cái cây đó mình lấy thì coi như phần của mình đó. Thì hai ông cháu sống bằng nghề đó. Thì suốt nhiều năm trời đó, đến một cái ngày kia đứa cháu bữa đó nó ôm cho ông già leo, ôm cho ông nội leo, nó ôm cái cây tre này cho ông nội leo. Mà nó thấy ông nội sao kỳ, bây giờ yếu quá, nó mới hỏi ông ơi ông được không ông, được ông ơi ông được không ông. À, thì người ông trả lời một câu rất là Phật pháp. Người ông nói thế này: cháu hãy làm tròn cái chuyện của cháu đi, chứ bây giờ mà cháu ôm ở dưới mà cháu nghĩ tới ông là ông té lòi bản họng nha. Cháu cứ lo cháu ôm cái gốc tre cho nó chắc đi, không đó, thì nếu có bề gì mà ông thấy không xong thì ông cứ ôm ông tuột xuống là ông không chết. Còn cháu mà cháu ôm mà cháu ôm chứ không giữ chặt cái này đó, mà cháu mà làm sao mà nó bật cái gốc ra đó, mà ông cách mặt đất mà 10 mét mà ông liệng xuống là ông thấy bụng đậu luôn nha. Cho nên ông nói câu rất Phật pháp: cháu lo cái chuyện của cháu đi, phần ngoài ra để nội tính. Không, đấy. Ở đây cũng vậy, cứ quan sát nó cái gì mà cái gì, đừng có lo là tính niệm tạm quý dẹp, cứ là nhìn có cái gì nó đang xảy ra thôi. Thì ngay từ lúc mà anh quan sát nó cái gì đang xảy ra, lúc đó là anh có hết tất cả, gọi là vạn đức vạn hạnh, có nghĩa là muôn đức trong trời đất đều có hết trong lúc đó. Cứ sống chánh niệm thì, mà nhiều người trong râm này nó u mê, nó không có tin, nó nghĩ ô chánh niệm có gì đâu, học theo trong A Tỳ Đàm thì tâm sở nó chỉ là tâm sở niệm thôi. Nhưng mà họ ngu, nó không hiểu rồi. Niệm là gốc tất cả, gọi là sapaccika, mà chính Đức Phật thầy dạy sapaccika, niệm là cái pháp đặc biệt hữu dụng trong mọi tình huống, cho mọi thiện pháp. Niệm là cái nền, à, cứ làm gì biết nấy, à, ăn uống nhai nuốt nói cười, à, tiêu tiểu rửa mặt đánh răng, ăn uống nhai nuốt từng việc làm, cầm lên để xuống mở vặn là đều đều bằng chánh niệm hết. Trên cái nền tảng đó thì muôn hạnh nó đổ về, hãy tin đi. Nhưng mà phải có kiến thức giáo lý nha, phải có kiến thức giáo lý, phải có kiến thức giáo lý thì sống chánh niệm muôn hạnh nó tự động nó đổ về. Lúc nào mà cái tự tâm nó ra được, tự nhiên nó ra liền, mà trí tuệ nó ra được, nó ra liền, mà thiền định nó có được, nó ra liền. Yên tâm, phải là chánh niệm. Cái đặc điểm của cái vị thánh là gì? Là luôn chánh niệm. Cái đặc điểm của phàm phu là thường xuyên phát niệm. Có người hỏi Đức Phật làm sao để trở thành một vị A-la-hán, Đức Phật ngài dạy sống trong niệm xứ. Họ hỏi tiếp, khi một vị đã đắc A-la-hán rồi thì cái đời sống vị đó sẽ ra sao? Ngài tiếp tục, ngài dạy rằng vẫn là sống trong niệm xứ. Ngày xưa ta còn phàm, ta sống trong niệm xứ để mà ta không còn phàm nữa, để ta kịp thời nhận diện cái phàm của mình. Nhưng khi ta là bậc thánh thì ta không thể nào sống rời chánh niệm được. Là vì sao? Vì vị thánh không còn có cách sống khác ngoài là chánh niệm. Đó, và cái này mới là ghê gớm này. Cái mà tôi sắp nói cái này mới là nhức đầu. Nói cho vui chứ tôi không tin trong rung này hiểu. Muốn nói lắm nhưng mà cũng còn đang do dự biết trong rung hiểu. Trong cái nhìn của thế gian rộng lắm, ngọn núi mình đang ở cao lắm, cái hồ nước trước mặt mình nó rộng lắm, cái vũ trụ này nó bao la lắm. Đó là nói thế gian.
nói theo trong kinh Phật ấy, thì toàn bộ vũ trụ này cái khái niệm rộng hẹp không có thật, mà cái có thật chính là cái mà ta ghi nhận được. Với trong rừng rồi nghe cái hiểu nó, tôi nghe cái mùi tâm tâm u mê, tôi nghĩ đang hiểu nó. Ngồi mình không biết đạo á thì mình nói núi cao sông mình hồ rộng sông dài nha, nhưng tôi hỏi biết đạo rồi thì cái cao cái dài cái rộng nó không có thật. Mà hỏi gì vậy chứ, cái gì có thật? Dạ cái gì mà ta đang biết đây, cái đó mới có thật. Cho nên cái người sống chánh niệm là cái người sống tận tuyệt, rốt ráo với mọi hiện hữu nhất. Còn đằng này mình ăn mà mình ăn 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 bắt đầu nghĩ đến khác, nên nấu ăn mà kẹp cái phone nói gì thật quá. Mình là cái xác chết rồi chưa có trâu, mình làm mà mình biết mình đang làm cái gì. Trong khi đó cái người sống chánh niệm là cái người mà sống thiết tha với thực tại nhất, người đó là người cảm nhận vũ trụ cách trọn vẹn nhất. Làm gì biết đấy, làm gì biết đấy. Bởi vì vũ trụ này nó có hay không có là tùy thuộc vào sáu căn chúng sinh. Nhớ nha, nhớ nha. Do chúng ta có sáu căn nên chúng ta mới có khái niệm là vũ trụ. Chứ thử lại bây giờ mình không có sáu căn, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Chúng ta không có sáu cái này thì vũ trụ là không có. Tôi biết tôi nói trong trong nhiều người không có tin cái đó, nó khổ gì nha. Những cái đó nó có sáu, những cái đó được gom chung là nó là sáu trần. Mà sáu trần được gọi là sáu trần vì nó là đối tượng của sáu căn. Và sáu căn được gọi là sáu căn vì nó là cái chỗ nhận biết sáu trần nha. Hai cái này nó quy định lẫn nhau. Sáu trần được gọi là sáu trần vì nó là đối tượng nhận biết của sáu căn. Mà sáu căn được gọi là sáu căn là bởi vì nó là cái nhận biết sáu trần. Đấy. Cho nên thế giới này nó vốn không có thật, nó chỉ có thật ở trong cái gì mà ta nhận biết thôi. Hồi nãy tôi có nói rồi, mình ngồi cạnh nhau mà lòng không nghĩ về nhau, không nhớ đến sự hiện hữu của nhau, thì lúc đó cái người bên cạnh mình nó là zero. Nó là zero. Nhưng mà một lát sau người nó cọ quẹt cái bụi cỏ họ nó chạm mình á, thì lúc đó họ lại có mặt. Họ lại có mặt. Nhớ nha, họ lại có mặt. Rồi mình ngồi giữa trưa nắng, nắng chang chang vậy đó, mà lúc mình đang bận tâm mà lo cái chuyện gì ta, mình đang ngồi nghĩ gì để kia, lúc mình không nhớ cái nắng, lúc cái nắng đối với mình nó không có thật, nó chỉ có với cái người nào quan tâm nó thôi. Nào, chứ lúc đó đối với mình cái nắng nó không có thật. À, mặc dù có thể tối nay mình về mình bị cảm nắng, đó là cái phản ứng sinh học. Phản ứng sinh học chứ nó không liên hệ gì cái điều mà tôi đang nói. Nó là cái phản ứng sinh học, tức là cái cơ thể mình như vậy dưới một cái nhiệt độ như vậy của trời nắng thì nó sẽ tác động, nó tạo ra những cái phản ứng tiêu cực trong cơ thể của mình, và ta gọi cái phản ứng đó là cảm nắng. Đó là một chuyện khác. Nhưng mà ở đây tôi đang nói đến cái khía cạnh là căn và cảnh nha, căn và cảnh. Thì cái mọi thứ trong đời này, vũ trụ, con người, chúng sinh, muôn thú, bò bay, mái cửa, phi cầm tử thú, kinh rạch, sông núi, ao hồ, tất cả nó chỉ có thật trong cái gì mà quý vị ghi nhận được, ngoài ra nó có thật. Nhưng mà tôi đang nói về mình đó nha, người cái bên cũng vậy. Cái gì đó được biết đến thì cái đó nó hiện hữu, còn tất cả là không. Không là cái chuyện này, chữ không rồi là phần nó nhiều nghĩa lắm. Thứ nhất, không ở đây có nghĩa là mọi thứ ở đời không có cái gì mà tồn tại độc lập. Tồn tại độc lập cũng có, mọi thứ là đều lắp ráp hết. Ví dụ như nó chiếc xe, thì không, trên đời này nguyên thủy nó không có cái gì gọi là chiếc xe hết, mà nó là một đống đồ phụ tùng được ráp lại. Thì không có, trên đời không có chiếc xe nha, nó chỉ là một đống đồ phạt thôi. Cho nên tôi nói hoài, không có chiếc xe trong đống phụ tùng, và trong đống phụ tùng không có chiếc xe là vậy đó. Đó, ở đây cũng vậy. Cái không thứ nhất, mọi thứ đều là đồ ráp. Cái không thứ hai là nó chỉ có khi ta nghĩ tới nó, ta không nghĩ tới nó thì nó không có. Xong chưa? À, cái không thứ ba, mọi thứ do duyên mà có, duyên nó rồi cũng do duyên mà mất. Duyên tụ thì nó có, mà duyên tán thì nó mất. Đấy, mọi thứ nó do điều kiện mà có, không? Nó do các điều kiện mà có. Thứ nhất, mọi thứ là lồ lắp ráp. Thứ hai, mọi thứ do duyên. Thứ ba là mọi thứ nó chỉ có trong cái nhận biết của mình mà thôi. Các vị đừng có nói với tôi bỏ tiền ra tôi mua thì cái đó là của tôi, và tôi đang có nó, tôi đang sở hữu nó. Bây giờ ông cấm tôi không được nghĩ tới, ông nói rằng cái đó, hãy tôi quên nó thì nó không có, tôi không đồng ý.
tôi mới mua chiếc kia nhẫn hộp xoàn ngày hôm qua rồi, 8 ly, thì để trong tủ sắt rồi bây giờ tôi quên rồi. Vậy ông nói nó không có, đúng, tôi chịu trách nhiệm câu đó. Đối với cái người mà quên cái đó thì đối với họ lúc đó cái đó nó không có, nó tương đương với cái không có. Khi nào các vị nhớ, ồ ngày hôm qua tôi có mua thì lúc đó nó mới có, còn đằng này là khi mình quên nó không có. Còn nếu các vị không tin, tôi chứng minh cho nghe, các vị không tin tôi chứng minh cho nghe. Thí dụ như bây giờ các vị bị đột nhiên các vị bị Alzheimer, hoặc là các vị bị coma, bị gõ con, các vị bị coma, hoặc là bị loạn trí, thì cái quyền sở hữu của các vị, tôi nhắc lại hai chữ, tôi xài cái từ của pháp luật nha, quyền sở hữu và ý niệm sở hữu lúc đó nó còn không? Mất, dứt khoát là mất nha. Tôi mới ngày hôm qua tôi mới mua chiếc nhẫn 8 ly đây nè, đó, nhẫn hộp xoàn nè, thôi tôi cho 8 ly yếu quá, một carat rồi, to đùng mà không nhãn luôn rồi, tôi mua giùm đã lắm. Hôm qua 10 giờ đêm mà tôi còn thức dậy, tôi còn lấy kiến tôi coi nữa mà. Đấy, rồi. Sáng nay tôi bị coma. Thì cái ý niệm sở hữu và cái gọi là cái quyền sở hữu đó, nó không còn nữa. Lúc giờ nó chuyển qua người khác, nó chuyển qua cái người thừa kế, chồng tôi, vợ tôi, con tôi, cháu tôi, mẹ tôi, cha tôi, anh em, bà con thân quý của tôi nha. Người giám hộ tôi, chứ còn riêng tôi thì cái ý niệm sở hữu và quyền sở hữu không còn nữa nha. Bởi vì tôi đang bị coma mà, gọi là tôi đang bị Alzheimer, nhảy tưng 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 tưng, thì lúc đó cái chiếc nhẫn đó đối với tôi nó không còn là gì hết. Ví dụ thứ hai, đó là tôi chết cũng hình hài mấy chục ký này, mà chỉ cần tôi không thở trong vòng 5 phút thôi, tôi không thở nữa, thì tất cả những quyền sở hữu, ý niệm sở hữu nó không còn nữa. Và cái quan hệ xã hội, quan hệ pháp luật, cái ý nghĩa pháp luật, ý nghĩa pháp lý của cái trách nhiệm pháp lý của tôi đối với món đồ đó, nó không tiếp tục tồn tại nữa, nó không còn nữa. Mà nó chỉ còn khi nào tôi còn nhận biết thì cái ý niệm tôi có và cái đó của tôi, cái đó, cái của và cái có lúc nào mới tồn tại. Còn khi mà tôi không biết gì hết thì tôi đang ngủ, mà ngủ là nhẹ đó, vì tôi đang nói là chuyện tôi bị coma, hoặc là tôi bị Alzheimer, tôi bị hôn mê đó, hoặc là bị lãng trí, không? Coma là bị hôn mê, hoặc là bị lãng trí, Alzheimer, bị lún lẳng người tuổi già rồi đó, là tất cả những cái khái niệm có và của lúc bây giờ là đã thành không nha. Mà mình u mê, mình không có nhận ra cái đó. Mình cứ nói là tôi có cái này, cái đó là của tôi, bởi vì là tôi có cái đó, mình cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà cái khái niệm của và có này nó rất là mong manh quý vị à, mong manh lắm, mong manh cực kỳ. Và nó chưa kể bộ một chuyện rất là đời nữa, đó là mình nói mình làm chủ nó, nhưng mà thật ra nó làm chủ mình là nhiều hơn. Mình có cái gì bề gì thì chiếc xe đó, cái nhà đó nó không có buồn, nhưng mà chiếc xe đó, cái nhà đó nó có cái gì thì mình rất là buồn. Như vậy có nghĩa là nó là chủ mình, mình là chủ nó, mà cứ nhiều đời nhiều kiếp mình không có nhận ra cái này nha. Ok, bây giờ đã là 1:15, tôi đã giảng đúng cái thời gian của tôi rồi, không có nên nghe nhiều nha, không cần phải nghe nhiều, ít ít thôi cho nó bớt ngu rồi được rồi. Hẹn lại các vị thứ hai tuần sau. Ok. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Ở bất cứ miền đất nào các vị đang có mặt, có lẽ có những bà con trong room này đang là đêm, có những bà con đang là ngày, đang trưa, đang chiều, hoặc là đang sáng sớm bình minh. Chúc các vị có một ngày hoặc một đêm vô cùng an lành và tiến bộ. Cảm ơn sư. Dạ, chúng con hẹn gặp lại sư. Rồi, đây là một bài pháp thoại sau cái khóa tu của sư. Quý vị nhận thấy sư đem hết cái tâm huyết của sư ra tặng cho quý vị ha. Lời lẽ của sư thì lúc nào cũng vậy, nhưng cũng rất là hoan hỷ, và anh Kiên cũng rất là hoan hỷ khi thỉnh sư lại với đại chúng. Cầu mong quý vị nghe trực tiếp với sư hay hơn là mình nghe lại, và cố gắng đến sớm một chút xíu. Bây giờ sư dành thời gian cho mình, cho nên nhân cũng mời quý vị đến cái Zoom sớm một chút. Tại vì hồi nãy sư vô đó thì nhân nhìn trên Zoom có khoảng chừng 2-30 người thôi, và khi mà sư giảng được 20 phút rồi đó thì mới nhiều người quý vị mới vô. Thực sự mà giảng pháp trực tiếp như vậy đó thì mình nghe nó thấm nhuần hơn là mình nghe lại trên YouTube. Nhân mong và quý vị vô học như vậy đó, để sư cũng có một cái nhìn khác
với Phật tử của mình sau này ha quý vị. Dạ, nhân cảm ơn quý vị và chúc quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Kiên, cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, xin chào. Cảm ơn chị Thủy nha.